Đấy, sổ mũi. Bắn mụn luôn. Bắn luôn à? Ừ. Không thấy luôn. Chắc cái nữa Cái nữa nữa hả? Cái cũng nhiều nhiều chứ đâu có ít đâu. rồi do nó mà lon Cho hai cái mà ông lại cũng 5 cái nữa. thì cái này cái thứ Ừ, từ cái nữa là nó. tôi nghĩ một bên đi không được cá bên kia cá. Trời, cái món cho mình mở lại trời. Chưa thấy không công văn gì. Chưa thấy thông báo, thấy dịch có phải là Ăn lại. một ca nữa. Bình thường thôi. Chứ Thì chắc cho một mũi để tự bảo vệ thôi chứ là rồi. mà nước ngoài họ cấm đặt kìa. Mắc Họ thiệt. nghe nói bị nặng, nghe nói bị nhiều. Tăng quá rồi họ sẽ Ra chắc là còn nhiều người không bị rồi. Không bị tăng. Thì dưới này nhiều lắm mà. Nhiều lắm nên mà ông nghĩ Đây không. còn ông bị cái chi đó này kìa. Sẹo. Mấy cái này do một bọc hồi xưa. Trong hồi trước hả, mụn họa tử trơn. Nặng cục này xì cục kia à. Tôi còn đỡ hơn xưa nhiều. Thấy trước chụp rổ tay nó ghê lắm. Mà hấp hối luôn. Tạo đau chút được. Đau 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 gần xỉu Ủa? luôn. Nó vào bên ở ô trời mẹ tay em bị sổ mũi em hít khang rồi. Đứa này đào ráng nghe. Chứ nó bắt đầu đào rồi. Đứa đào lắm. Ráng rồi. Tao mà nãy cũng ráng chỉ chứ phải nè. Chứ không là ít bữa nữa ghê hơn nữa. Mụn gì chi không.
còn nằm chỗ đó nữa. Cơ thể đã lạnh đó còn nằm chỗ đó nữa. Nó lạnh không mà bây giờ mình thấy nó sao? Ấy nó sụn mũi. Ừ. Mà ưa nằm giường nó mà lo á. Ưa dừ hả? Thằng nó ưa mát. Người thì lạnh ngát nữa. À, chị nghe em ơi. Chị ơi, em qua làm mặt được không chị? À, được em ơi. Dạ, chị mới đúng không chị? Đúng rồi em, 20 tăng A2 nha. Dạ, tầm 1 rưỡi em qua chị. Ok, ok. Dạ, dạ, cảm ơn. Ừ. Đây nè, dưới sức của cầu. Con bé này chứ cầm mụn to dễ sợ. Mụn cục mụn hả? Hồi nãy to. Nhanh mà lầy mà la đó, đưa điện thoại đây. Chà đâu, chưa biết. Con đói lắm rồi đó. Bà mới quở bên đi không thầy mà qua đây. Mà quở xong qua luôn. Qua chọn đi mua đồ ăn. Cái nữa là tư bên mặt. Đặt ra đó cái đây.